cùng trao đổi với ông Nguyễn Phan Anh, chuyên gia Facebook Marketing. Theo một khảo sát mới đây của Facebook thì cho thấy rằng là 60% người dùng sẽ sử dụng mạng xã hội này nhiều hơn trong dịp Tết Nguyên đán. Đây có thể xem là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp Việt Nam để quảng bá và truyền thông. Vậy thì hiện nay các doanh nghiệp đang tận dụng điều này như thế nào? Facebook tại Việt Nam là có hơn 70 triệu tài khoản đang sử dụng, và cái tần suất sử dụng Facebook cho quảng cáo, cho bán hàng, cho xây dựng thương hiệu ở Việt Nam là tốt hơn hẳn so với các quốc gia khác ở tại thị trường Đông Nam Á. Theo một cái con số thống kê là có khoảng 95% các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là những người bán hàng đã sử dụng Facebook để khai thác Facebook như là một cái nền tảng bán hàng. Thế thì cái dịp Tết này là một cái dịp mà bán hàng tốt nhất trong năm của hầu hết tất cả các ngành hàng. Vì vậy là việc sử dụng Facebook để tiếp cận khách hàng, để giới thiệu các chương trình quảng bá, để khuyến mại hoặc là để tăng doanh số là một cái hình thức rất là phù hợp đối với cái thị trường Việt Nam. Vâng, 79% người được khảo sát cho biết là họ sẽ thử mua những cái thương hiệu mới. Thì rõ ràng đây là một cái cơ hội lớn cho những thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam. Vậy thì họ sẽ cần phải xây dựng cái chiến lược marketing như thế nào để có thể khai thác được nhóm đối tượng này? Người từ không biết về thương hiệu đến khi ra quyết định mua là cần quảng cáo khoảng 15 lần. Kết hợp với những cái nền tảng marketplace hoặc là hội nhóm hoặc là fanpage để xây dựng thương hiệu, không nhất thiết bạn phải là một cái thương hiệu đã xuất hiện ở trên thị trường từ rất lâu. Vâng, đáng chú ý theo Facebook thì những người trung niên và những người lớn tuổi mua hàng trên mạng xã hội này có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy thì điều gì đã thu hút được nhóm đối tượng này ạ? Nhóm đối tượng mà chúng ta tưởng chừng là sẽ khó tiếp cận được với công nghệ. Những người già hiện nay là cái thời gian rảnh rỗi của họ rất là nhiều, cho nên là họ có xu hướng vào mạng xã hội nhiều hơn những người trẻ như chúng ta. Và cái kinh nghiệm mua sắm của những người già và những người trung niên họ không được tốt như những người trẻ, cho nên cái khả năng chấp nhận mua sắm trực tuyến của những người ở nhóm tuổi khách hàng trung niên và người già lại là rất là dễ dàng. Vì vậy đây là một thị trường vô cùng bỏ ngỏ. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam.